Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Trong video này em xin phép cập nhật đến anh chị những cái chính sách giá cũng như là những màu xe sẵn giao của Hyundai Accent và những quà tặng khuyến mại trong tháng 12 này. Thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc cái chương trình khuyến mại lớn của nhà máy cũng như đại lý. Thì em xin đề cập trước vấn đề về giá. Thì hiện tại Accent đang có một cái mức giá tốt nhất từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Accent bản đặc biệt bây giờ bên em bán ra với giá chỉ có là 500 triệu cho màu đen. Và màu đỏ, màu trắng thì chắc rơi tầm độ khoảng 502, 503 triệu. Còn bản AT thường, nghĩa là Accent bản thường thì hiện tại bên em bán ra khoảng với giá là 475 đến 477 triệu. Các màu sẵn giao em có màu trắng, màu đỏ và màu đen. Phụ kiện khuyến mại cho anh chị thì bao gồm là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, chải sàn da, bọc vô lăng da. Và đặc biệt trong tháng này mà anh chị có mua xe trong tháng 12 này thì sẽ được tặng thêm quà tặng của nhà máy. Đó là một chiếc máy tính bảng của Samsung. Đó. Những công nghệ nổi bật của Accent như là đèn đổ từ xa này. Đấy, khởi động bằng nút bấm đèn đổ từ xa và mở cốp bằng chìa khóa thông minh. Ở trên chiếc vô lăng này chúng ta sẽ có ga tự động cruise control, những cái phút, cái ním, cái phím như là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Chúng ta có màn hình cảm ứng, có định vị Google Maps dẫn đường với kích thước là 7 inch. Ngoài ra trên bản đặc biệt thì Accent có cửa sổ trời và có hệ thống đèn tự động, gạt mưa tự động cũng như là hệ thống đèn điều chỉnh tự động mở góc chiếu khi mà các bạn vào cua. Ta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome kèm cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau đó, thì cũng kèm một cổng sạc pin cho quý khách hàng. Về giá bán thì hiện tại thì em cũng cập nhật rồi. Còn màu xe thì bản đặc biệt sẵn có, bây giờ bên em sẽ có sẵn màu đen là giá tốt nhất. Còn màu đỏ, màu trắng thì cũng có vài xe sẵn giao thì giá có thể đắt hơn một vài triệu. Anh chị quan tâm đến Hyundai Accent thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Thì cái giá em xin lưu ý là với anh chị là giá có thể thay đổi vài ngày một. Thì anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em để em có thể cập nhật chính xác những cái giá theo thời điểm để hỗ trợ tốt nhất cho anh chị về giá cũng như là quà tặng của đại lý và của hãng. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.